giáo tuyệt vời Lời người dịch Thoạt đầu khi đọc đến tựa của câu chuyện này tôi đã rất thờ ơ, không muốn dịch. Nhưng sau đó, tôi ráng đọc thử xem tác giả muốn nói gì và câu chuyện đã khiến tôi cảm động. Xin được chia sẻ với bạn đọc, nhất là chư Phật tử tại gia, những người trẻ tuổi sắp làm cha, làm mẹ. Tiết Đình là một nhạc công khi mang thai cô bắt đầu có niềm tin chân chánh đối với phật pháp nên phát tâm nghiêm trì ngũ giới tập tu theo pháp phật và quyết định giáo dục thai nhi theo phật giáo chúng ta hãy nghe tiết đình thuộc lại câu chuyện giao cảm thần linh thần kỳ giữa hai mẹ con họ sau khi kết hôn vì muốn đứa con sinh ra được khỏe mạnh thông minh tôi rất chú trọng đến ẩm thực lo tập luyện chuẩn bị chu đáo đủ cách thấy trong kinh địa tạng ghi rằng chúng sinh ở cõi ta bà đời vị lai những người sắp sinh con nếu trong bảy ngày mà tụng kinh địa tạng bất khả tư nghị này và niệm danh bồ tát đủ dạng biến thì đứa con sinh ra dù nam hay nữ đời trước có ước báo cũng liền được thoát khỏi an lạc dễ nuôi thọ mệnh tăng đoạn kinh này đã ban cho tôi chỉ đạo quý báo tôi tin tưởng và cảm thấy được khích lệ rất lớn vì vậy tôi quyết tâm nuôi dưỡng đào tạo ra một đứa bé băng thanh ngọc khiết có tư chất thanh cao nhất quyết hung đúc trí tuệ và phúc đức cho nó theo phật pháp tôi trong thời kỳ mới hoài thai tôi bắt đầu vì con tụng kinh địa tạng do thân thể chưa quen không thoải mái nên tôi chỉ thành kính tụng kinh địa tạng vào mười ngày trai thoạt đầu Tôi chỉ nghĩ đơn giản. Làm vậy là giúp cho sinh mệnh bé bỏng mới tượng hình trong bụng tôi. Có thể được nghe bộ kinh bất hủ của Phật Thuyết. Tôi quyết tâm vì bé. Tiến hành việc thai giáo tốt đẹp nhất. Theo Phật Pháp. Nên lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Tự hào. Niềm vui này. Thật khó mà diễn tả hết được. Tôi luôn cầu chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi. Ban cho tôi một đứa con như nguyện mang thai được bốn tháng. Nhờ thiện tri thức khai thị, được người nhà tôi dốc toàn lực ủng hộ và chăm sóc. Tôi triệt để tin lời Phật, nên hoàn toàn ăn chay. Ăn chay không những giúp tôi có dinh dưỡng tốt, thanh sạch, mà cũng chẳng bị mỏi mệt khó chịu. Ngược lại, còn khiến tôi mặt mày hồng hào tươi tắn, thân tâm an vui, tinh thần thể lực sung mãn. Sau đó tôi tiến bộ hơn. Có thể vì con mỗi ngày tụng một bộ kinh địa tạng, siêng năng không lười. Tôi đối với những điều Phật nói trong kinh vẫn tin không nghi. Tôi tụng kinh âm thanh rõ ràng, ngày ngày bầu bạn cùng thai nhi đang dần lớn lên. Trong lòng sung mãn niềm an lạc hân hoan chưa từng có. Vì kinh nghiệm đang thực hành, lòng luôn mong mỏi khát khao, mau được nhìn thấy mặt con thời gian trôi qua thấm thoát mùa hạ đến tỏa khí nóng oai bức khó chịu nhưng tôi không chút lười biếng vẫn nỗ lực dụng công ra sức thanh năm quả dục nghĩa là tai chẳng nghe tiếng ác mắt chẳng nhìn việc ác tinh tấn không lười luôn dùng chánh niệm hộ tâm mỗi ngày tôi vì thai nhi tụng kinh tận lực làm một người mẹ tốt đúng cách hôm nọ lúc tôi tụng xong bộ kinh địa tạng thì cảm thấy cổ họng khô đau liền tiến đến tủ lạnh định lấy kem ăn giải lao thưởng công cho mình đã cực khổ tụng niệm nãy giờ nhưng ngay giây phút tôi mở tụ lạnh ra đột nhiên trong đầu tôi vang lên tiếng nói Mẹ ơi, đừng ăn kem, con sẽ rất lạnh. Việc này thật bất ngờ, khiến tôi tưởng mình nghe lầm. Lòng cảm thấy rất kỳ quái, nên thầm nghĩ. Đây chắc là do ta tự nghĩ lẫn thẩn, hoặc là một dạng tự kỷ ám thị mà thôi. Vì vậy tôi không chú ý và quyết định. Nghĩ một chút, lát nữa sẽ ăn vậy. Nghỉ ngơi xong, tôi lại đến mở tủ lạnh thật không ngờ cảm thọ lúc nãy lại xuất hiện mẹ ơi đừng ăn kem con sẽ rất lạnh câu nói này một lần nữa vang lên mãnh liệt trong óc tôi rõ ràng là thai nhi trong bụng đang dùng tâm nói chuyện với tôi và mách cho tôi biết những cảm thọ khổ vui của nó giao cảm kỳ diệu này khiến tôi hiểu sâu sắc thai nhi và tôi đang tâm tâm tương thông, tâm tâm tương tri. Kinh Địa Tạng đã giúp tôi và con liên lạc mật thiết mầu nhiệm cùng nhau. Mẹ con chúng tôi đồng hiểu nhau qua ngôn ngữ nội tâm, cùng cảm thọ, kết thành thiện duyên mẫu tử, cực kỳ thâm sâu quyền diệu trong đời này. Tôi đã từng dùng tâm thành, tâm cung kinh, tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chứ đồng tử kinh. Trong kinh diễn tả, khi con ở trong thai nếu mẹ ăn nóng con khổ như đang ở trong cái nóng địa ngục nếu mẹ ăn lạnh con khổ như đang ở trong cái lạnh địa ngục cả ngày thống khổ vừa theo đoạn văn kia giây phút tôi và con tâm linh cảm ứng đã chứng thực giải rõ điều này khiến tôi xúc động vô cùng mãi mãi không thể quên lời Phật đúng là chân ngữ thật ngữ mà đây cũng là ứng hợp với những điều trong cuốn sách thuốc Thiên Kim Phương Trong đó có nói Trong lúc mang thai Mà ăn cực nóng hay cực lạnh là cấm kỵ Từ đó vì thai nhi Bất kể thời tiết nóng bức ra sao Tôi cũng không dùng qua thức lạnh nào Cục cương sinh ra được hai tuần Theo thói quen Tôi cho bé ăn hoàng liên Một loại thuốc bắc khiến bé đi tả không ngừng. Ngắm nhìn bé ốm gầy không còn sức lực, lòng tôi nóng như lửa đốt, cực kỳ bất an. Tôi áp mặt vào dần tráng tái nhợt của con, ưu tư trăm mối, tâm rối như tơ. Thì ngay lúc đó, trong óc tôi chợt xuất hiện một câu nói. Mẹ ơi, mẹ đừng dùng trứng gà nữa. Ăn trứng gà với con rất là không tốt. Tôi bừng tỉnh ra. Chính là bé cưng đang nói với tôi. Tôi hoàn toàn ăn chay đúng theo kinh địa tạng dạy. Nhưng do để thúc sữa, chị dâu tôi đã ngày ngày làm rượu trứng gà cho tôi uống. Lần này, tôi bắt đầu thưởng thức cuộc đối thoại tâm linh thú vị cùng con. Tôi khởi ý nghĩ trong tâm. Con cưng à, Mẹ phải làm sao con mới an ổn đây?" Bé lập tức hồi đáp. "Mẹ hãy mau tụng bảy bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho an gia trái chủ của con." Không chút chậm trễ, tôi lo tụng cho xong bảy bộ kinh Địa Tạng, sau đó tôi hỏi bé: "Mẹ đã tụng xong bảy bộ rồi, con muốn mẹ làm gì cho nữa?" Bé đáp: bắt đầu từ nay mỗi ngày mẹ tụng cho con một bộ kinh để tạ nha tôi lại hỏi tụng đến bao giờ mới ngừng bé đáp tụng đến khi con có thể tụng kinh được thì ngừng vậy bao giờ con mới có thể tụng kinh được bé đáp bảy tuổi tôi bỗng nhiên tỉnh ra từ đó Hàng ngày tôi tụng kinh không ngừng, tôi tụng kinh đến hôm thứ hai thì chứng đi tả cô bé liền dứt. Khi tôi viết đến những dòng chữ này, thì bé đã được hai tuổi rồi, thân thể mạnh khỏe, an lành, dễ nuôi. Đồng thời, để hoàn thành lời hứa với con, tôi hàng ngày vì bé tụng một bộ kinh địa tạng. Bảy năm sẽ là hai ngàn năm trăm năm mươi lăm bộ kinh tôi và chồng tôi tin sâu bé có thể dùng nhân duyên này để quá độ chúng tôi tinh tấn tu hành tôi hiểu sâu như vậy là cả nhà chúng tôi cùng nhau chung sức hoàn thành đạo nghiệp tùy theo con ngày càng trưởng thành mà đạo nghiệp của chúng tôi ngày càng tinh tấn đồng thời thiện hạnh thiện đức của chúng tôi cũng tăng trưởng theo điều này đối với cả gia đình chúng tôi mà nói quả là an vui hạnh phúc biết dường nào. Tiết Đình Giải thích thêm Con và mẹ là do nhân duyên cực sâu mà chiêu cảm nên tình thâm. Trong thời kỳ hoài thai, mẹ cùng con thực sự nương nhau, liên quan từ máu huyết, xương thịt, tinh thần cho đến thể chất. Vì thai nhi tụng kinh đại thừa chính là thai giáo thuốc nhất. Tôi đã gặp nhiều người khi mang thai tụng kinh địa tạng, lương hoàng sám, hay các kinh đại thừa khác, đứa con sinh ra thật là xinh đẹp, thông minh, mạnh khỏe, an lạc, dễ nuôi. Đây là bài văn từ thuật chân thành của một người mẹ ở Tường Hải. Lúc bà sinh ra mười lăm ngày thì tôi gặp ba người, cả nhà họ và đích thân kiểm nghiệm. Nội dung câu chuyện này hoàn toàn có thật và rất đáng tin. Các bạn ơi, nhớ nhấn like, comment và share cho bạn bè mình cùng xem nha.